Linh xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Asian Go Media và trở lại với chương trình Kim Tiền Sát Phạt của Thùy Linh và anh Vũ. Câu hỏi thứ ba là đã xong Tam Cá Nguyệt thứ hai của Fund NTLF, tức là cái chỉ tiêu của chúng ta đã beat được cái Tam Cá Nguyệt thứ nhất, đó là được 8.88%. Vậy anh có cái kế hoạch gì cho NTLF trong cái Tam Cá Nguyệt thứ ba để có thể beat được cái chỉ tiêu trung bình là 8.75% hay không anh? Kính thưa quý vị, trong cái Tam Cá Nguyệt này đó, tôi nghĩ rằng cái fund inflow trong cái vô cái fund đó, tiền mà nó inflow vô cái fund nó sẽ triple cái hai cái Tam Cá Nguyệt trước. Already trong vòng tuần đầu tiên chúng tôi đã nhận rất là nhiều funding vô trong cái fund của chúng tôi, và tôi nghĩ rằng cái expectation kỳ này của tôi, cá nhân riêng của tôi đó, còn cao hơn là 8 chấm, có thể là đến 9 phần lời. Lý do đơn giản là thị trường nó đã correction rồi, và cái xác suất mà chúng tôi thành công kỳ này nó rất là cao, và cao hơn cả hai cái xác suất của hai cái quarter trước. Hai cái quarter trước rất là khó trade, thưa quý vị. Mặc dù vậy chúng tôi đã manage qua được, nhưng mà những cái quarter thứ ba này tương đối trong nguyên tắc rất là dễ trade cho NTLF, cho nên chúng tôi sẽ leverage cao hơn và chúng tôi sẽ make a lot more money cho shareholder trong cái Tam Cá Nguyệt này, và đó là cái kế hoạch đầu tiên của chúng tôi để làm điều đó. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Rất là đúng, đã có Thùy Linh cũng như anh Vũ đã nhận được rất là nhiều những fund hoặc là check của quý vị đã gửi tới để tham gia vào, để kịp để tham gia vào cái Tam Cá Nguyệt thứ ba sẽ bắt đầu vào một tây tháng 7. Và NTV Financial Group cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý vị đã tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Và nhờ vậy thì NTV Financial Group hôm nay sẽ cho quý vị biết là một cái chương trình cũng như cái product mới, đó gọi là cái trái phiếu 90 ngày với phân lời 5%. Dạ, xin anh Vũ nói thêm về cái này. Kính thưa quý vị, cái trái phiếu 90 ngày mà chúng tôi đang tung ra đó, nó là một cái trái phiếu guarantee luôn cả tiền vốn và guarantee cả tiền lời luôn. Tức là tiền lời sẽ được 5% phân lời trong vòng 90 ngày, có nghĩa là quý vị invest vào minimum là 10.000 đô. Khi mà bỏ vào 50.000 đô thì đúng 90 ngày từ cái ngày mà quý vị bỏ vô thì quý vị sẽ nhận lại cái check là 10.500 đô. Rồi quý vị muốn làm cái gì với cái check đó, deposit hay là muốn dùng hay là không muốn gửi ngược lại cũng được, cái đó chuyện của người investor. Chúng tôi chỉ có cái trách nhiệm là hoàn lại số tiền đó trong 90 ngày, vì nó là trái phiếu và đó là cái commitment của 5% thôi. Còn quý vị, cho nên có nhiều quý vị đã planning là mình cần phải sử dụng một số tiền đó trong vòng 90 ngày sau đó, thì quý vị có việc dùng để mà lấy cái số tiền lời đó rồi thì quý vị có thể dùng lại cái số tiền bình thường của quý vị. Và đó là cái mục tiêu mà chúng tôi dùng cái trái phiếu để làm như vậy. Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Cảm ơn anh Vũ. Thì cái trái phiếu này cũng như giống như một cái short term saving, thì quý vị bỏ vô trong vòng 3 tháng. 3 tháng sau quý vị có thể lấy lại 10.500 và at least là phải 10.000, và bắt buộc sau 3 tháng là chúng tôi sẽ gửi lại cả tiền vốn lẫn tiền lời 10.500. Và nếu quý vị nào muốn reinvest trở lại hoặc muốn mua lại repurchase, chứ không phải là reinvest mà repurchase cái bond này, thì có thể gửi lại thêm 10.000 nữa và 3 tháng sau lại nhận lại 10.500. Và cái này hoàn toàn là được bảo đảm tiền vốn cũng như tiền lời, tại vì chúng ta đã biết là tiền giống như bond của chính phủ Mỹ cũng rất là safe, và tiền lời là chỉ 5% guarantee. Tất nhiên là sẽ thấp hơn của NTLF cũng đúng như rồi. Nhưng mà tại vì đây là một chương trình guarantee cho nên tiền lời sẽ thấp hơn một chút xíu. Nhưng mà có nhiều người cũng chỉ để tiền trong nhà bank thì nhà bank không có trả tiền lời quý vị, thì thay vì đó quý vị có thể bỏ vô đây và cũng chỉ có 3 tháng thôi quý vị đã nhận lại tiền của mình rồi. Kính thưa quý vị, tuần nào chúng tôi cũng có thể đem đến cho quý vị những cổ phiếu để quý vị có thể update được cái portfolio của mình ở trong tuần cũng như trong tháng. Thì hôm nay Thùy Linh sẽ hỏi anh Vũ để anh Vũ có thể update những cái cổ phiếu nào mà đang hot trên thị trường hiện nay để quý vị có thể bước vô cái Tam Cá Nguyệt thứ ba thật là thành công. Xin mời anh Vũ. Kính thưa quý vị, những cổ phiếu mà nó đã correction rồi và theo tôi nghĩ đó, nó sẽ có xác suất lên ít nhất là 20-30%. Thứ nhất là DocuSign. Quý vị biết một cái DocuSign là một công ty rất là bình thường đúng không? Mới IPO ra, nó mới tung ra thị trường. Thì cổ phiếu nó đi từ khoảng có 20 mấy đồng mà nó lên tới gần 60 đô, bây giờ nó pullback vào khoảng cỡ 50 đô. Quý vị có thể bước vào mua DocuSign. DocuSign là một công ty, nó là electronic signature. Quý vị nhớ là làm những cái document mà bên real estate đó. Dạ đúng rồi, em xài hoài. Dạ em xài cái đó nhiều, Trish là xài cái đó là nhiều nhất, tại vì cái đó là khỏi cần phải hai bên buyer seller phải vô rồi ngồi chung với đúng nhau rồi, trong một cái office. Tiện. Quý vị biết
trả thì không phải là đắt giá lắm đúng không, mình trả không một số fee rất là nhỏ. Dạ, nhưng rồi. Mà nó một cái document nó abide một cái document nó abide được legally, nó không phải là một cái vấn đề mà vẫn chơi đâu quý vị. Cái electronic signature đó nó là abide ra, cái arbitration nó cũng abide luôn, cả ra tòa nó cũng abide, tất cả cái gì đó nó legally abide. Cho nên DocuSign rất là thành công trong cái này. Và tôi nghĩ rằng hồi xưa tôi cũng suy nghĩ ra mình phải làm cái electronic như vậy, nhưng mà mình làm sao mình có được cái bộ óc mà siêu đẳng để mà làm program những cái chương trình như vậy. Cho nên cuối cùng là thì phải DocuSign cũng phải ra đời thôi quý vị. Và cái growth của DocuSign nó rất là mạnh. Tại vì sao, nó không phải chỉ sign bên bất động sản không, mà nó sẽ từ nó sẽ làm, nó sẽ là signature cho tất cả những document quý vị. Và tôi nghĩ rằng DocuSign nó sẽ là trở thành một cái công ty, at least là cổ phiếu của nó sẽ lên tới khoảng $100. Đó là nó lên thì khoảng cỡ 20 tỷ market cap, thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái fair price của DocuSign. Và cái thứ hai nữa là Sizzler là một công ty làm security về cloud computing. Cái thứ vị thời nay đó, tất cả những cái dự trữ dữ liệu của mình á, nó không có nằm trong cái đồ chơi đồ của mình nữa, cũng như là luôn cái iPhone phải không, tất cả iPhone nó nằm trong cloud hết. Tại sao? Tại vì lỡ như mình có hư cái iPhone thì tất cả những cái gì đó nó đã chứa một cái nơi nào đó và nó được retrieve xuống. Thì những cái storage đó nó, thưa quý vị, nó bị hacker nó attack hoài. Cho nên mỗi lần attack như vậy thì phải có security rất là bảo vệ rất là mạnh. Mà những cái công ty mà hàng đầu mà để mà bảo vệ những cái cloud computing đó thì đương nhiên là phải có, và các mạnh nhất không phải là những cái antivirus đúng quý vị, nhưng mà nó là của thằng Sizzler. Bây giờ hiện nay cổ phiếu đang trade khoảng 32, 31, 34 đồng, pullback từ 46-47 đô la, mới IPO thôi. Tôi nghĩ cổ phiếu này sẽ lên ít nhất là 65 đô, cho nên quý vị có thể, nếu mà entry được mua dưới 35 đô thì tôi nghĩ đó là very very good entry level, và có thể hold đến khoảng 46-47 đồng cũng được. Đó là cái Sizzler. Và một cái cổ phiếu nữa tên là Roku. Và quý vị, mình đã trade Roku nhiều lần, make so much money already cho rất là nhiều người trong chúng ta. Roku nó đang pullback vào khoảng có 44 đồng, hôm nay nó lên lại nữa và tiếp tục. Wow. Và bây giờ chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ lên đà thứ hai này, nó sẽ lên tới 58-60 đô la và có thể break out qua khỏi cái level này thì lên tới 80. Cho quý vị rất là cẩn thận, mua là phải có position trước khi mà nó take off, chứ không phải là mình nó take off rồi mới rượt theo. Không có một cái bất cứ một cái sản phẩm cổ phiếu nào mà mình trong thị trường mà mình rượt theo mà chụp được hết đó quý vị. Nhất là những cổ phiếu mà tôi đưa ra quý vị, không theo kịp là phải bỏ, chứ không có thể nào mà theo kịp là chụp với theo. Đó là vấn đề quan trọng. Và thêm một cái cổ phiếu nữa là một cổ phiếu rất là speculative, rất là speculation. Quý vị có thể mua nó 3 đồng trong vòng 4 ngày hay là cũng là 1 ngày nó lên tới 25 đô được. Chứ quý vị phải rất là cẩn thận. Đây là cái good entry level, chỉ có 4 đô la thôi quý vị. Đó là Chivo. Chivo nó làm về một cái alternative energy system. Đơn giản thôi là nó dùng, chính tôi cũng chưa có hiểu rõ ràng, tôi chỉ coi cái technical nó trading thôi. Thì cổ phiếu này nó một ngày nó đã đi từ 4 đô la đến 22 đô la. Và nó pullback, đây là ngày thứ 10, cũng là cái rule 10 ngày của mình nữa nha. Đây là ngày thứ 10 mà nó đã xuống tới cái level, ngay cái level mà entry được, đó là 4 đô la. Quý vị có thể mua ngay cái level này, và nó snap lên lại ít nhất là 7, 8, 9, 10 đồng như chơi. Cho nên có thể trong vòng 2 ngày quý vị có từ 10.000 đô về thành 20.000 rồi. Trong vòng 2 ngày thôi chứ không phải là 3 ngày nữa. Cho nên quý vị vô mua cái position nó khoảng ngay cái 4 đô la thì tôi nghĩ trong khoảng 4 ngày 5 ngày nó lên tới ít nhất 10 đồng rồi. Cho nên đây là một cái good entry level. Và Chivo là GEVO, đó là cái symbol của nó là GEVO. Cho nên quý vị cứ thoải mái và đầu tư vào những cổ phiếu này vì cái correction nó đã xong rồi. Và đó là những cái cổ phiếu mà tôi mang lại cái tuần này cho quý vị. Cho nên cứ mặc dù vậy quý vị cũng phải theo dõi kỹ lưỡng. Nhớ rằng cái show của chúng tôi lúc nào cũng có một cái delay nào đó, cho nên những cái ngày mà chúng tôi có trên cái show đó quý vị phải backtrack lại những cái ngày của quý vị, chứ đừng có nhiều quý vị cứ vô mua đại không được, tại vì nó đã lên rồi mà cứ nhảy vô mua không được. Tôi đã nói cái giá đó, mà nếu mà quý vị đã miss cái giá đó thì phải bỏ, chứ không phải là tự nhiên nhảy vô tiếp tục nữa. Dạ, xin cảm ơn anh Vũ với những thông tin rất là chính xác. Hy vọng là quý vị đã take note và update được cái portfolio của mình để cùng nhau make a lot of profit vô cái tam cá nguyệt thứ ba này. Và Thùy Linh hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ chương trình trái phiếu 90 ngày với minimum investment là 10.000 và guarantee 5% tiền lời cho mỗi 3 tháng. Cứ sau mỗi 3 tháng thì quý vị sẽ nhận lại được cả tiền vốn lẫn tiền lời là 10.500. Hy vọng sẽ quý vị sẽ ủng hộ cho chương trình này cùng với NTLF Fund mà quý vị đã tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian qua, và hy vọng sẽ được tiếp đón được nhiều quý vị
mới, nhiều khách hàng mới. Và quý vị nào có câu hỏi hay thắc mắc gì có thể liên lạc trực tiếp với Thùy Linh 949-524-9352. Xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ chương trình Kim Tiền Sát Phạt để chúng ta cùng nhau make thật nhiều profit cho tới từ giờ tới hết cuối năm. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.